Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Phiên tối nay mình nên giao lưu với anh em gồm 4 chiếc đồng hồ Citizen. Trong đó có 3 chiếc zin cả dây khóa và một chiếc là zin củ và dây da khâu tay khóa linh kiện. Thì đầu tiên mình sẽ lên giao lưu với anh em là chiếc mã số 1. Chiếc mã số 1 này thì nó là một chiếc đồng hồ Citizen cutlass. Anh em sẽ nhìn thấy là cái mặt đầu của nó là cái vạch ly của nó rất là dài. Nhìn cái mặt đầu của nó khá là nổi bật. Cái cọc số của nó thì là toàn bộ các cọc số của nó thì là màu trắng nổi khối và có vạch sơn đen ở bên trên. Kim giờ kim phút của nó thì là màu đen. Kim dây của nó thì nó sẽ là màu trắng. Chiếc này thì nó chạy với dao động là 18.000, cho nên là anh em để ý kim của nó cũng giống như ở trên những chiếc kính Senco ấy, nó chạy khá là đều. Bên trên cọc 6 giờ thì anh em sẽ nhìn thấy cái logo dao găm, logo cutlass hình dao găm. Bên dưới là dòng chữ Auto Day Date, nghĩa là thứ và ngày, chạy với cỗ máy cơ automatic và có hỗ trợ cả chức năng lên có tay 33G. Chiếc này trong tình trạng là zin nguyên bản của máy, rất là đẹp, chưa hề qua spa đánh bóng gì hết. Chiếc này thì nó có cái xe mặt khá là to 38mm form mu rùa, độ rộng dây của nó là 18. Chiếc này mình gắn nó cái dây là dây da bò màu đen và khóa linh kiện rất là đẹp. Chiếc này đáy của nó thì là đáy cây anh em nhé. Mặt sau của nó còn rất là đẹp, nguyên zin luôn. Parawatt Automatic SS, toàn thân bằng thép. Chữ Citizen và các thông số của nó còn rất là nét luôn. Chiếc này thì núm của nó này được ở vị trí 4 giờ. Lịch của chiếc này thì lịch ngày của nó sẽ là xe nhanh, còn lịch thứ của nó là chỉnh 8 à, 1 giờ. Mã số 1 size 38. Chiếc này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 3,2 triệu. Mã số 1 giá là 3,2 triệu. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ Citizen Leopard, dòng báo đen vua tốc độ. Anh em sẽ nhìn thấy cái dòng cái hình con báo đen này đang phi nước đại. Phía dưới là dòng chữ Leopard và Superbit 8. Chiếc dòng này nó là cao nhất của nó là Superbit 10, thì chiếc này nó là Superbit 8 24G. Chiếc này thì nó ở trong tình trạng là zin nguyên bản toàn bộ luôn, dây khóa zin, dây lụa, búp khóa có chuyện Citizen. Chiếc này nó cũng là chiếc form mua rùa, tuy nhiên là cái chiếc này anh em chơi Citizen cũng khá là ưa chuộng, khá là yêu thích. Dòng này nó chạy với cỗ máy cơ automatic và có hỗ trợ cả chức năng lên cót bằng tay. Chạy với dao động là 2 bit 28.800. Lịch ngày của nó thì là lịch xe nhanh, còn lịch thứ của nó cũng là 8 và 1 giờ. Các cọc số của nó là màu trắng, nổi khối, sơn đen. Kim giờ, kim phút của nó cũng là màu đen, có dạ quang, kim dây màu trắng. Phía dưới vạch ly sẽ là dòng chữ Japan 723799. Tầm này buồn ngủ quá. Dây của nó là dây lụa nguyên zin luôn, rất là đẹp. Đúng zin. Kính của nó là kính zin, kính meca, kính khoáng rất là trong. Chiếc này nó chạy với 2 bit 28.800, cho nên là giống như trên những chiếc K56 ấy, anh em nhìn thấy kim của nó trôi rất là êm. Không thua gì ở những cỗ máy ấy, 2 bit 36.000 cả. Chiếc này mã số 2, mình xin phép giao lưu anh em với giá là 3 triệu 8. Nguyên zin tất cả rất là đẹp.
À, chiếc này thì size của nó là size 37 anh em nhé. Mã số 2, 3 triệu 8. À, tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ Seiko Casio số 7, dòng 33G. À, chiếc này trong tình trạng là zin nguyên bản cả dây khóa, dây hạt gạo rất là đẹp. À, khớp khóa trên Seiko. Những chiếc Seigen mà có dây hạt gạo này khá là hiếm. Chiếc này trong tình trạng là zin nguyên bản toàn bộ luôn, rất là đẹp. Máy cơ automatic cũng có chức năng hỗ trợ lên cót bằng tay. À, lịch này thì là lịch xoay nhanh, lịch thứ của nó vẫn là 8 đồng một giờ. À, phía dưới cộng 12 giờ thì nó là cái lịch thượng, anh em còn gọi nó là lịch cười. Phía dưới là logo Seigen. À, lịch này ở góc 3 giờ. Thành vách của nó còn nguyên bản, rất là bén. Đúng logo chữ C. À, chiếc này có size mặt là 37. À, chiếc này mã số 3 mình giao lưu anh em với giá là 3 triệu. À, tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 này là một chiếc đồng hồ Seigen Autodate 25G, cũng là dòng vương miện số 7. Para 40M Water. Chiếc này vào cái thời điểm nó được sinh ra nó chống nước 40m. Dây khóa nguyên zin luôn. Seigen Ben. Dây khóa của nó là dây khóa đúc đặc anh em nhé. Chiếc này cũng trong tình trạng là zin nguyên bản luôn. Dòng này thì nó là cái dòng nội địa của Nhật cho nên là cái lịch thứ của nó thì chỉ có tiếng Nhật thôi chứ không tiếng Anh. Những chiếc mà bản thương mại ấy thì nó sẽ có cả tiếng Nhật và tiếng Anh. Còn những bản nội địa thì thông thường là nó chỉ có mỗi tiếng Nhật thôi. Chiếc này thì nó sở hữu cái mặt đeo là màu trắng chảy tia rất là đẹp. Nổi bật nhất là cái bộ kim kiếm. Cái bộ kim kiếm này thì anh em thường thấy là nó hiện hữu hay hiện hữu ở trên những dòng King Senko và Grand Senko. Kim và các cọc số của nó rất bề thế, bắt sáng rất là mạnh luôn. Chiếc này thì nó có cái size mặt là khá là to, size có thể nói là trong dòng vintage này nó là cái size gần như là to nhất rồi. Size 40mm. Zin nguyên bản toàn bộ luôn. Medal vương miện số 7 còn rất là đẹp. Chữ nghĩa rõ ràng. Này, chiếc này nó thuộc cái dòng phản lực. Rất là đẹp. Chiếc này cái lịch của nó thì là lịch ngày của nó thì là lịch giật anh em nhé. Còn lịch thứ của nó thì vẫn là chỉnh 8 1 giờ. Nó ở giống như ở trên những chiếc Seigen 3 sao nổi ấy, 3 sao vàng nổi ấy. Lịch của nó là lịch giật. Anh em rút nấc cái hai ra ấn vào thì nó giật ra thì lịch nó sẽ nhảy rất là nhẹ. Nhạy cực kỳ luôn. Trong tất cả các cơ chế chỉnh lịch của những dòng vintage thì mình thích nhất là cái kiểu chỉnh lịch giật như thế này. Chiếc này mã số 4, size 40. Chiếc này mình xin phép giao lưu anh em với giá là 3,8 triệu. Hôm nay thì mình nên giao lưu với anh em những 4 chiếc đồng hồ đều là Seigen. Thì anh em nào quan tâm trước nào thì hãy vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại 0923 0067. Đấy cũng là Zalo của mình. Để ủng hộ mình hơn nữa thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút rung chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi kênh của mình lên những sản phẩm mới. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở các clip sau.